Xin chào mọi người, tên mình là Hùng, chủ sở hữu của Đại Gia Nguyễn, một doanh nghiệp cà phê. Mục tiêu của mình là giúp khách hàng cà phê của mình tăng số lượng khách hàng tiềm năng đến quán và duy trì sự phát triển. Nếu bạn có biết ai đang quan tâm đến việc mua cà phê hoặc mở quán, xin hãy giới thiệu cho mình. Rất cảm ơn mọi người. Tiêu đề hôm nay là cà phê trước khi ngủ, giải pháp cho giấc ngon và niềm vui khách hàng. Giấc ngủ là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe và tinh thần lạc quan trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người đang gặp khó khăn trong việc đạt được giấc ngủ chất lượng. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một giải pháp thú vị để cải thiện giấc ngủ và mang lại niềm vui sau khi áp dụng. Uống cà phê trước khi ngủ, chúng ta có thể khám phá những vấn đề thường gặp của khách hàng liên quan đến giấc ngủ và đề xuất cách tận dụng lợi ích của cà phê trước khi đi ngủ. Vấn đề khách hàng thường gặp. Thứ nhất, khó ngủ. Một số người gặp khó khăn đầu và không ngủ dù đã thực hiện nhiều biện pháp như tạo môi trường yên tĩnh, giảm ánh sáng và tắt thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Họ thường cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Điều này ảnh hưởng không chỉ đến giấc ngủ mà còn là cả tinh thần và hiệu suất làm việc trong ngày. Thứ hai, thức dậy giữa đêm. Một số người trải qua tình trạng thức dậy giữa đêm và không thể tiếp tục giấc ngủ. Điều này làm cho họ mệt mỏi và không thể có được giấc ngủ liên mạch, dẫn đến việc sự mệt mỏi và khó chịu trong ngày tiếp theo. Thứ ba, giấc ngủ không đủ sâu. Một số người có thể ngủ đủ thời gian nhưng vẫn cảm thấy không thực sự thư giãn và không có sự phục hồi tốt sau khi thức dậy, dẫn đến sự tươi tắn và năng lượng của họ trong suốt cả ngày. Giải pháp: uống cà phê trước khi đi ngủ. Thứ nhất, hiểu về cà phê. Cà phê là một thức uống phổ biến trên toàn thế giới, chứa chất kích thích chính là caffeine. Caffeine có khả năng tăng cường sự tỉnh táo và tăng cường hoạt động của hệ thần kinh. Tuy nhiên, cách sử dụng cà phê trước khi ngủ sẽ khác biệt để đảm bảo rằng nó không gây ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Thứ hai, uống cà phê trước khi ngủ. Dựa trên nghiên cứu và phản hồi từ khách hàng, chúng ta có thể đề xuất những hướng dẫn sau đây. A. Thời gian. Uống cà phê từ 30 trước khi đi ngủ. Điều này cho phép thời gian cho caffeine hoạt động trong cơ thể và sau đó giúp bạn dễ dàng vào giấc ngủ. B. Liều lượng. Giới hạn lượng caffeine trong cà phê trước khi ngủ. Một ly cà phê espresso khoảng 50-70 ml caffeine hoặc một ly cà phê phin khoảng 70-100 g là đủ để tận hưởng lợi ích của caffeine mà không gây hiệu ứng kích thích quá mức. C. Điều kiện tạo môi trường yên tĩnh, thoáng đãng và thoải mái trước khi ngủ. Tắt các thiết bị điện tử, giảm ánh sáng và đảm bảo không có yếu tố gây xôn xao, sao nhãng để tăng cường sự thư giãn và chuẩn bị cho giấc ngủ. Lợi ích của cà phê trước khi ngủ. A. Tạo sự thư giãn, caffeine có thể giúp thư giãn cơ thể và tâm trí. Khi bạn uống cà phê trước khi ngủ, nó giúp bạn giảm căng thẳng và lo lắng, tạo điều kiện thuận lợi cho một giấc ngủ sâu sắc hơn và tràn đầy năng lượng. B. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một số nghiên cứu cho thấy rằng uống cà phê trước khi đi ngủ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ bằng cách tăng độ và đảm bảo giấc ngủ liền mạch hơn. C. Tăng cường hiệu suất thể chất. Caffeine có khả năng kích thích hệ thần kinh và tăng cường sự tỉnh táo. Khi bạn uống cà phê trước khi đi ngủ, nó có thể giúp bạn tăng cường năng lượng và sự tập trung trong ngày tiếp theo. Điều này đặc biệt là hữu ích cho những người có lịch trình bận rộn và cần sự tỉnh táo vào buổi sáng. D. Tạo cảm giác thoải mái. Một số người thưởng thức một ly cà phê trước khi đi ngủ có thể tạo ra một trạng thái tinh thần thoải mái và niềm vui. Cà phê có thể đánh thức các giác quan và mang lại cảm giác thoải mái, sảng khoái, tạo ra một trạng thái tâm trạng tích cực sau khi uống. Cuối cùng, uống cà phê trước khi đi ngủ có thể là một giải pháp thú vị cho vấn đề giấc ngủ không tốt mà nhiều người đang gặp phải. Bằng cách hiểu và áp dụng đúng cách, cà phê có thể giúp bạn tạo ra một giấc ngủ ngon và mang lại niềm vui cho khách hàng. Điều quan trọng là tuân thủ các hướng dẫn và giới hạn lượng cà phê để đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Hãy khám phá và trải nghiệm lợi ích của cà phê trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ sâu và tận hưởng niềm vui sướng sau khi thực hiện nó.